Câu chuyện xảy ra ở Kim Châu, Lộc Nam Nhất là một người kể chuyện đang kể cho mọi người nghe về câu chuyện liên quan đến Lâm Thanh Thu, kẻ phụ bạc này. Vào lúc này, người lão bỗng nhiên rơi lệ. Có người khác đang nói theo, còn Lộc Nam Nhất thì vẫn đang quảng bá cuốn sách của mình, rất nhanh đã có nhiều người tới mua. Đúng lúc này, có người còn nói rằng những người đi xem sách toàn là fan nữ, Lộc Nam Nhất vừa nhìn thấy một fan nam. Người này dùng sách che mặt, đến khi anh ta tiến lại gần, mọi người ở đó đều ngạc nhiên, không ngờ đó lại là Lâm Thanh Thu, chi phủ của Kim Châu. Lâm Thanh Thu nói với Lộc Nam Nhất rằng mình cuối cùng đã tìm thấy cô, đi thẳng từ bên cạnh cô đến trước mặt Nguyệt Lão và dùng tay lau đi nước mắt máu của Nguyệt Lão. Lâm Thanh Thu nói với mọi người rằng lý do Nguyệt Lão rơi lệ máu là do sáp đỏ ở khóe mắt tan chảy, điều này cũng là do Lộc Nam Nhất cẩn thận thiết kế. Lộc Nam Nhất đã tát Lâm Thanh Thu một cái rồi tức giận rời đi. Lâm Thanh Thu đã tìm Lộc Nam Nhất hơn một năm, không ngờ lại gặp cô ở đây. Trước khi đi, Lộc Nam Nhất đã để lại một bức thư, nói rằng hôn nhân của hai người là do cô không suy nghĩ kỹ, vì vậy đã lợi dụng cơ hội để trốn đi. Sau khi Lộc Nam Nhất rời đi, điều đầu tiên cô làm là thay một bộ quần áo giả trai, như vậy thì sẽ không bị Lộc Nam Nhất phát hiện. Tiểu Đào thì lại thấy Lâm Thanh Thu trông khá đẹp trai, nhưng Lộc Nam Nhất lại cảm thấy càng là đàn ông đẹp trai thì càng phụ bạc, không thể tin vào lời Lâm Thanh Thu nói. Trên phố có người đang nhảy múa, Lộc Nam Nhất và Tiểu Đào cũng tới đó xem. Tiểu Đào nhìn người nhảy múa bay bổng, cảm thấy như trong chuyện kể. Lộc Nam Nhất còn nói nếu có một sợi dây đỏ thì tốt biết mấy, nhưng vào lúc này bỗng dưng từ trên trời rơi xuống một cái xác mặc đồ đỏ ngay trước mặt Lộc Nam Nhất. Cô vô thức kéo sợi dây đỏ, dây đồng thời được tháo ra và bất ngờ một xác chết của người đàn ông tên là Cơ Phương Hải rơi xuống. Mọi người thấy xác của Cơ Phương Hải đều hoảng sợ bỏ chạy, nhưng mọi chuyện trong sách của Lộc Nam Nhất đều trở thành hiện thực. Lôi Vũ là bổ đầu của Kim Châu, ông lập tức ra lệnh đưa Lộc Nam Nhất về thẩm vấn. Lộc Nam Nhất cũng cảm thấy có chút vô lý, nhưng khi bị đưa đến trước mặt và nhận ra chi phủ là Lâm Thanh Thu. Lâm Thanh Thu hỏi Lộc Nam Nhất tại sao những tình tiết trong sách lại xảy ra ngoài đời thực. Lâm Thanh Thu ra lệnh tịch thu tất cả sách của Lộc Nam Nhất. Lộc Nam Nhất rất kích động đứng lên mắng Lâm Thanh Thu là kẻ ti tiện. Lâm Thanh Thu đến bên cạnh Lộc Nam Nhất và thì thầm rằng cô chỉ có thể ở bên cạnh anh. Lôi Vũ sau đó mới biết Lộc Nam Nhất và Lâm Thanh Thu thực ra là bạn thân từ thuở nhỏ. Lộc Nam Nhất bị Lâm Thanh Thu giam giữ, chỉ không ngờ anh lại theo đuổi mình đến đây. Ngày xưa Lộc Nam Nhất nhận được thư chia tay từ Lâm Thanh Thu, vì vậy mới chọn cách rời đi. Có vẻ như cả hai khi đó đều nhận được cùng một lá thư, người nào đó muốn làm rạn nứt mối quan hệ giữa hai người. Lâm Thanh Thu cũng cảm thấy nhất định phải điều tra kỹ lưỡng hội sách, vì cuối cùng nó cũng liên quan đến Lộc Nam Nhất. Lộc Nam Nhất đã mơ thấy một cơn ác mộng và đột nhiên tỉnh dậy, cô thấy cuốn sách của mình có dấu hiệu bị thay đổi. Sau khi hỏi Tiểu Đào, cô nhận ra không có ai đến phòng, chỉ có thời gian và địa điểm trong cuốn sách mới được viết đã bị thay đổi. Lộc Nam Nhất nhận ra điều này chắc chắn không phải là trùng hợp, vì vậy cô vội vàng chuẩn bị đi đến hiện trường để xem xét. Trong mơ, Lộc Nam Nhất từng thấy một chiếc quan tài và quan tài trước mắt lại y hệt như trong mơ. Lộc Nam Nhất lấy hết can đảm tiến lên nhẹ nhàng mở nắp, quả nhiên trước mắt xuất hiện một người chết đầy máu me. Tay cô đầy máu đỏ vì đã chạm vào quan tài. Đúng lúc này, Lâm Thanh Thu vừa bước vào và chứng kiến cảnh tượng này, Lộc Nam Nhất liền bị coi là nghi phạm và bị đưa về nhà tù. Đúng khi Lộc Nam Nhất nghĩ mình chắc chắn sẽ bị ngược đãi, Lâm Thanh Thu bước vào, Lộc Nam Nhất vội vàng nói mình vô tội. Lúc này, một người đàn ông tên là Phó Văn Uyên tới và nói muốn đưa Lộc Nam Nhất đi, Lâm Thanh Thu tự nhiên không dễ dàng đồng ý. Phó Văn Uyên còn nói Lộc Nam Nhất là vợ mình, khiến Lâm Thanh Thu càng tức giận hơn. Phó Văn Uyên gửi một khoản tiền, chỉ muốn Lâm Thanh Thu thả người, nhưng đổi lại Phó Văn Uyên lại bị đánh. Thực ra Lâm Thanh Thu cũng muốn giúp Lộc Nam Nhất tìm ra thủ phạm, vì vậy chỉ có anh ta tự mình đi khám nghiệm tử thi. Qua kiểm tra, thời gian người bị giết không phải là lúc Lộc Nam Nhất xuất hiện, có vẻ họ cần phải nhanh chóng tìm ra thủ phạm. Để có thể tìm được người khám nghiệm tử thi, có thể minh oan cho Lộc Nam Nhất. Lôi Vũ cầm tấm biển tuyển dụng và thật sự có một người phụ nữ mặc đồ đỏ đến, Lôi Vũ lập tức bị hấp dẫn bởi khí chất của đối phương và gọi cô là tiên nữ. Người phụ nữ mặc đỏ giỏi khám nghiệm tử thi, thực ra cô tên là Cung Bắc Âm, cũng là họ hàng xa của Lâm Thanh Thu. Phó Văn Uyên vẫn cứu được Lộc Nam Nhất, nhưng họ vừa đi trên phố thì nghe nói có cháy. Lộc Nam Nhất đến nơi phát hiện ra rằng chính sách phòng của cô đang cháy, cô không nói hai lời liền vội vàng chạy vào hiện trường để cứu các bản thảo của mình. Ngay khi suýt ngã, Lâm Thanh Thu đã đến ôm lấy cô. Những người dân chỉ trích Lộc Nam Nhất, nói cô là hung thủ giết người, nhưng Lâm Thanh Thu biết rằng Lộc Nam Nhất bị vu oan và bây giờ họ cần phải bắt kẻ thù ác càng sớm càng tốt. Họ đến hiện trường vụ án, Lộc Nam Nhất vẫn rất bực bội bởi vì cô có mặt ở tất cả các hiện trường đầu tiên và trở thành nghi phạm chính. Lúc này Lâm Thanh Thu đã đổ một bát giấm xuống đất và dùng một chiếc ô màu đỏ để che, rất nhanh dấu vết máu đã hiện ra. Dấu vết trên mặt đất cho thấy có cuộc vật lộn trên mặt đất trước khi kéo xác vào quan tài. Nạn nhân lúc đó nói rằng có vị khách quan trọng muốn gặp nên đã ở trong phòng và không ra ngoài. Lộc Nam Nhất và Lâm Thanh Thu hợp tác khá tốt. Cung Bắc Âm biết Lâm Thanh Thu đã đưa Lộc Nam Nhất đến hiện trường khi Lộc Nam Nhất trở về vào buổi tối.
cô ấy còn nói với anh rằng đừng làm tổn thương chú họ của mình nữa. Lộc Nam Nhất cảm thấy rằng chính là Lâm Thanh Thu đã làm tổn thương cô ngày xưa. Để giúp Lộc Nam Nhất sớm thu thập manh mối, Phó Văn Uyên thường xuyên hỏi mọi người trên phố. Quả nhiên nhiều người dân vì tiền bạc cũng đã đến cung cấp thông tin liên quan. Lộc Nam Nhất vào buổi tối cũng tận dụng lúc người hầu đến mang đồ đến để thay quần áo của người đó và lẻn ra ngoài. Ngày hôm sau, hai người đã ngụy trang và đi tìm con nuôi của Cơ Phương Hải là Cơ Tín Thạch, hy vọng họ có thể cung cấp manh mối quan trọng. Lộc Nam Nhất hỏi Cơ Tín Thạch rằng trong những năm gần đây Cơ Phương Hải có phạm phải điều gì khiến ai đó oán hận không? Trong lúc Cơ Tín Thạch đang kể lại thì không ngờ Lâm Thanh Thu lại đến, Lộc Nam Nhất vội vàng kéo Phó Văn Uyên ẩn vào phía sau. Tuy nhiên, Lâm Thanh Thu vẫn phát hiện ra họ. May mắn thay, Lộc Nam Nhất đã kịp trốn dưới gầm giường, Phó Văn Uyên đành phải nói là mình bị bệnh cần đến nhà thuốc điều trị. Phó Văn Uyên nói mình có một cái mụn cơm trên chân, đúng lúc bác sĩ chuẩn bị can thiệp thì vì có một con chuột dưới gầm giường mà Lộc Nam Nhất bị hù dọa và lộ ra. Không khí trở nên khá ngượng ngùng, Lâm Thanh Thu còn hỏi Lộc Nam Nhất có phát hiện ra manh mối gì không, Lộc Nam Nhất nói chỉ cần tìm được hung khí là có thể truy ra hung thủ. Hiện tại họ chỉ điều tra về phương pháp giết người của thủ phạm nhưng chưa thực sự điều tra động cơ giết người. Lộc Nam Nhất còn nói nghi ngờ Cơ Tín Thạch rất có khả năng, anh ta có thể giết cha dượng mình. Lâm Thanh Thu yêu cầu Lộc Nam Nhất đừng vội vàng kết luận. Bởi vì hung thủ vẫn chưa được tìm ra, người dân đều cho rằng Lộc Nam Nhất chính là kẻ sát nhân. Cung Bắc Âm đã kiểm tra kỹ lưỡng vết thương của nạn nhân và cũng đánh giá được kích thước của hung khí. Sau đó họ cần phải đến hiện trường để khảo sát cách treo người đã chết lên mà không bị phát hiện. Cung Bắc Âm và Lôi Vũ cùng đi điều tra. Cung Bắc Âm muốn tự mình thử, nhưng Lôi Vũ lại nói mình có thể làm. Kết quả là người qua đường vô tình kéo phải sợi dây đỏ, Lôi Vũ bị kéo xuống. May mà Cung Bắc Âm đã kịp thời giải thoát cho cô ấy. Họ đã tìm ra cách thủ phạm buộc nạn nhân lại. Tiếp theo Lâm Thanh Thu yêu cầu Lôi Vũ so sánh chữ viết của Cơ Tín Thạch, xem liệu có phải người đã chỉnh sửa sách của Lộc Nam Nhất hay không. Lần này Lôi Vũ vẫn phát hiện ra manh mối, mặc dù chữ viết không giống nhau, nhưng tay của Cơ Tín Thạch lại bị thương. Vì Lộc Nam Nhất hiện là nghi phạm, nên hầu như không ai mua sách cô viết nữa. Lâm Thanh Thu đi cùng Lộc Nam Nhất, ban đầu muốn an ủi cô, nhưng Phó Văn Uyên đột ngột xuất hiện. Hai người đàn ông lại bắt đầu so tài lẫn nhau, cả hai đều muốn dành điều tốt nhất cho Lộc Nam Nhất. Khi trở về, họ còn mua cho Lộc Nam Nhất một đống đồ lớn. Lộc Nam Nhất vừa để đồ xuống thì đã bị người dân nhận ra. Mọi người đều cáo buộc cô là thủ phạm giết người. Lâm Thanh Thu dùng chính mạng sống của mình để bảo đảm, trong 3 ngày sẽ chắc chắn bắt được thủ phạm. Sau khi Lộc Nam Nhất trở về, cô nhìn vào sách mình viết, bỗng nhiên phát hiện ra sơ hở, cô vội vàng thông báo tin này cho Phó Văn Uyên. Cô cảm thấy chỉ cần hai người hợp tác tốt thì chắc chắn sẽ khiến Cơ Tín Thạch lộ ra sơ hở. Hai người đến nhà thuốc, cố ý đưa cho Cơ Tín Thạch một xấp tiền, hai người thì thầm với nhau rồi vội vàng rời đi. Lâm Thanh Thu sai người đi lấy thuốc, người đó trực tiếp chứng kiến Cơ Tín Thạch đóng gói thuốc, lập tức hiểu ra và ra lệnh bắt giữ Cơ Tín Thạch ngay lập tức. Lâm Thanh Thu xem xét các nút thắt mà Cơ Tín Thạch đã làm khi đóng gói thuốc, sau đó ông lấy ra một tấm vải đỏ. Đây là một loại nút thắt cực kỳ hiếm gặp dành cho người chết và nó hoàn toàn giống với cách thắt nút của Cơ Tín Thạch. Ban đầu Cơ Tín Thạch còn muốn bào chữa, nhưng Lâm Thanh Thu đã lấy tay anh ta ra và rất nhanh phát hiện ra vết thương trên tay. Tuy nhiên, chính vì anh ta cố ý trói cha nuôi mình lên tấm vải đỏ, nạn nhân đã phản kháng mạnh mẽ gây ra vết thương và họ còn tìm thấy vị trí anh ta giấu hung khí. Lộc Nam Nhất và mọi người đã đến và tìm thấy hung khí. Cơ Tín Thạch sợ bị người khác phát hiện bằng chứng giết người nên đã ném nó xuống giếng, nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện. Thấy mình không thể chống cự, Cơ Tín Thạch đã cố gắng thuyết phục đại phu rời đi, nhưng một mình anh ta làm sao có thể chống lại nhiều người nên vẫn bị kiểm soát. Cơ Tín Thạch nói rằng khi ông mới 6 tuổi thì cha mẹ đã mất, cha nuôi và vợ cả tin vào lòng tốt đã nhận ông làm con nuôi, nhưng mẹ nuôi sức khỏe không tốt, không bao lâu sau đã nguy kịch. Cha nuôi đã tổ chức đám tang cho bà, nhưng thực tế lúc đó mẹ nuôi chưa chết, cha nuôi để không phải chăm sóc vợ nữa, đã thật sự bóp chết vợ mình và tất cả những điều này đều bị mình chứng kiến. Cơ Tín Thạch còn nói rằng mình và Lộc Nam Nhất thực sự khác nhau, mình giết người bằng dao còn cô ấy giết người bằng bút. Nhưng anh ta không thừa nhận đã nhét người vào quan tài để ngạt thở, Cơ Tín Thạch cũng bị đưa đi nhận hình phạt. Cơ Tín Thạch hiện đã cung cấp lời khai nhưng không thừa nhận việc có liên quan đến quan tài và khi mọi người còn đang chuẩn bị thẩm vấn Cơ Tín Thạch thì có tin từ ngục giam báo rằng sau khi nhận tội, Cơ Tín Thạch đã tự tử. Điều này khiến tất cả mọi người đều không ngờ tới cái kết như vậy, có vẻ như Cơ Tín Thạch đang cố gắng bảo vệ ai đó. Lộc Nam Nhất và Lâm Thanh Thu đối đầu, cả hai đều nghĩ rằng đối phương là người đã viết thư chia tay, Lộc Nam Nhất cũng không định tha thứ cho Lâm Thanh Thu. Phó Văn Uyên đã đến và đưa Lộc Nam Nhất đi, dù Lâm Thanh Thu muốn giữ cô lại nhưng Lộc Nam Nhất đã không quay đầu lại mà rời đi. Sau khi trở về, Lộc Nam Nhất vẫn băn khoăn không hiểu tại sao Cơ Tín Thạch lại sử dụng cốt truyện trong sách của mình để giết người. Lộc Nam Nhất luôn coi Phó Văn Uyên là đối tác tốt nhất, cô viết sách, còn Phó Văn Uyên chỉ cần chịu trách nhiệm giúp in ấn. Trong thời gian này, Lộc Nam Nhất viết sách không còn cảm hứng, Phó Văn Uyên đã đưa cô đến thăm hiệu sách đã từng bị cháy. Nơi này đã được phục hồi như mới, cũng nhờ sự giúp đỡ của Phó Văn Uyên mà hiệu sách nhanh chóng được phục hồi.
Ngay khi Lộc Nam Nhất ngồi xuống, cô nghe thấy người ta bàn tán về một người con dâu ở làng bên cạnh đã hóa thành tiên cá. Lộc Nam Nhất bỗng nhiên có cảm hứng, sau khi hỏi thăm sơ qua, cô liền trở về tiếp tục viết sách. Ngày hôm sau, giống như trước đây, Lộc Nam Nhất viết sách trên đường phố trong khi lắng nghe người dân kể chuyện. Bất cứ ai có thể cung cấp thông tin liên quan đến chuyện tiên cá sẽ nhận được tiền bạc làm phần thưởng. Ban đầu mọi người đều nghĩ rằng đó là chuyện giả, cho đến khi thấy có người thật sự trả tiền thì mọi người đều nói rằng mình đã thấy cá chép hóa tiên. Lúc đó, một người đàn ông say xỉn đi ngang qua và còn nói rằng tất cả những gì họ nói đều là giả, có thể người con dâu kia đã mất tích từ lâu, thậm chí có thể đã gặp nạn. Anh ta không hài lòng với những gì Lộc Nam Nhất viết trên sách và trong lúc say đã định ném chai về phía Lộc Nam Nhất, nhưng không ngờ lại là Cung Bắc Âm đã cứu cô. Lộc Nam Nhất tử tế mời Cung Bắc Âm về nhà cùng uống rượu, dù Cung Bắc Âm không thích Lộc Nam Nhất nhưng vẫn đồng ý. Lâm Thanh Thu đến tìm Lộc Nam Nhất, chỉ thấy Phó Văn Uyên, hai người lại bắt đầu đối đầu. Thực ra họ đều thích Lộc Nam Nhất, Lâm Thanh Thu và Lộc Nam Nhất từ nhỏ đã là bạn thân. Mặc dù hiện tại hai người còn hiểu lầm nhau, nhưng Lâm Thanh Thu bày tỏ chỉ cần Lộc Nam Nhất có thể trở thành vợ mình. Ngày xưa họ rất yêu nhau và đã hẹn nhau bỏ trốn cùng nhau, họ đã chờ đợi nhau rất lâu, nhưng cuối cùng chỉ nhận được một bức thư chia tay. Lâm Thanh Thu thời trẻ cũng đã nghi ngờ thư chia tay là thật hay giả, nhưng sau khi thấy chữ viết của mình thì vẫn muốn ra đường tìm Lộc Nam Nhất. Lâm Thanh Thu đã đứng trước cửa nhà Lộc Nam Nhất dưới cơn mưa to gió lớn rất lâu mà vẫn không thấy cô, từ đó không bao giờ gặp lại cô nữa. Lúc này, Lộc Nam Nhất và Cung Bắc Âm vẫn đang uống rượu trên mái nhà, hai người đã nói chuyện rất nhiều về Lâm Thanh Thu, họ cũng uống đến say xỉn. Lộc Nam Nhất đã vô tình ngã từ mái nhà xuống. Lâm Thanh Thu cảm thấy mình nghe thấy tiếng cô liền chạy ra ngoài, vừa lúc nhớ lại cảnh cô rơi xuống từ mái nhà, Lộc Nam Nhất say đã hôn Lâm Thanh Thu. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Lộc Nam Nhất được Tiểu Đào kể lại rằng cô đã được Lâm Thanh Thu bế về và anh ấy còn hôn cô nữa. Ban đầu Lộc Nam Nhất hơi tức giận, nhưng khi biết rằng đối phương sắp rời đi, cô đã níu lấy tay anh không cho anh đi, nói đến đây Lộc Nam Nhất cũng cảm thấy hơi ngượng. Tối đó, Lộc Nam Nhất và Lâm Thanh Thu đi dạo trên đường, ngày mai sẽ gửi tặng một chiếc đèn trông rất đẹp, Lộc Nam Nhất còn nhắc đến chuyện Tôn cô nương ở làng bên cạnh đã thành tiên. Hai người lại đến hiệu sách và vừa chuẩn bị thưởng thức rượu ngon, bỗng nhiên Lâm Thanh Thu ngửi thấy mùi lạ trong rượu, người phục vụ quán rượu cũng nhìn thấy có người bất ngờ nổi lên từ trong thùng rượu khổng lồ. Khách hàng nào đã uống rượu đều bị rối loạn dạ dày, may mắn là Lâm Thanh Thu và Lộc Nam Nhất không có uống. Cung Bắc Âm đã kiểm tra thi thể nạn nhân, phát hiện người này đã chết được nửa năm nên rất khó xác định danh tính. Cung Bắc Âm bất ngờ phát hiện trong miệng nạn nhân có một chiếc nhẫn vàng. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng phát hiện bên trong có khắc tên Phó Văn Uyên, một linh cảm không lành hiện lên trong lòng. Phó Văn Uyên bị bắt đi một cách khó hiểu, Lâm Thanh Thu nhìn thấy vật dụng trên người nạn nhân, thậm chí còn có biển hiệu của gia đình Giang, trong khi Tôn Nhân, người yêu của Giang tiểu thư, cả ngày uống rượu để giải sầu, bởi vì sau khi uống rượu anh ta như thấy vợ mình dưới nước, vì vậy không chút do dự đã nhảy xuống nước. Sau khi biết Phó Văn Uyên bị bắt, Lộc Nam Nhất vội vàng đến nơi. Cô chuẩn bị tự mình điều tra sự thật của vụ việc, miễn là cô còn ở đây thì sẽ không bao giờ để Phó Văn Uyên phải chịu oan khuất. Khi cô bị vu oan, Phó Văn Uyên cũng đã không từ thủ đoạn nào để cứu cô ra. Qua biển hiệu của người chết đã xác định được đó là con gái nhà Giang. Thực ra, vụ việc năm đó Lôi Vũ cũng có mặt tại hiện trường, mọi người đã thấy cá nhảy lên khỏi mặt nước. Phó Văn Uyên được đưa ra tòa, anh ta vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, Lộc Nam Nhất lấy ra chiếc nhẫn, Phó Văn Uyên thấy xong nói rằng chiếc nhẫn này của mình đã mất từ nửa năm trước. Anh nhớ lại lúc đó mình đã gặp Đoàn Dước Dâu, cô dâu bị tấn công, Phó Văn Uyên đã giúp đỡ lấy lại những thứ quan trọng của cô gái. Để bày tỏ lòng biết ơn, cô dâu đã tặng cho Phó Văn Uyên chiếc ngọc bội của mình và nói rằng sau này có thể dùng ngọc bội này để tìm đến cô. Chiếc ngọc bội của Phó Văn Uyên đã mất vào lúc này, cha của cô gái nhà Tôn cũng đến tòa án và nói rằng con dâu bị hại, phải có người chịu trách nhiệm. Ông Tôn thấy chiếc ngọc bội trong tay Phó Văn Uyên và còn nói rằng trước khi con gái nhà Giang kết hôn đã có tin đồn cô có quan hệ tình cảm với một người đàn ông và người đó có chiếc ngọc bội. Lâm Thanh Thu thấy đối phương không chịu buông tha, cuối cùng vẫn đồng ý cho giam giữ Phó Văn Uyên vào nhà tù, dù biết rằng Phó Văn Uyên vô tội. Lộc Nam Nhất khẳng định phải tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau. Lộc Nam Nhất đến cửa hàng, thực ra Phó Văn Uyên đã âm thầm làm rất nhiều việc cho cô. Làm sao mà của hồi môn của con gái nhà Giang lại rơi vào tay Phó Văn Uyên, mặc dù mọi người tin tưởng Phó Văn Uyên, nhưng bằng chứng đặt trước mặt cho thấy mối quan hệ giữa hai người chắc chắn không phải bình thường. Lộc Nam Nhất đi trên đường phố, nhớ lại ngày xưa khi cô đã viết xong cuốn sách nhưng mọi người không coi trọng. Chính lúc đó cô gặp Phó Văn Uyên, hai người đã dùng số tiền cuối cùng để đi đến bước đường hiện tại. Nhưng vì gần đây cửa hàng chưa thể khai trương và Phó Văn Uyên cũng nợ một khoản, người đến đòi nợ muốn phá cửa hàng, Lộc Nam Nhất không còn cách nào khác phải vứt bỏ chiếc vòng tay của mình. Sau khi biết chuyện này, Lâm Thanh Thu vội đến hỏi thăm tình hình của Lộc Nam Nhất, bây giờ điều cô muốn làm là sớm giải cứu Phó Văn Uyên. Lộc Nam Nhất đến nhà tù thông báo cho Phó Văn Uyên và hỏi anh về chuyện xưa có gì giấu giếm không. Phó Văn Uyên nhớ lại rằng bên cạnh Giang tiểu thư lúc đó có một nha hoàn, hình như tên là Tiểu Ngọc.
Phó Văn Uyên còn nói, khi mình ra tù sẽ cùng nhau thả pháo hoa. Sau khi ra khỏi, Lục Nam Nhất vội vàng thông báo tình hình cho Lâm Thanh Thu. Giờ đây, cô chỉ có thể hy vọng vào Lâm Thanh Thu, mong muốn sớm tìm ra người liên quan để giải oan cho Phó Văn Uyên. Lâm Thanh Thu đã mua lại chiếc vòng tay cho Lục Nam Nhất và cô rất vui mừng. Họ cùng đi gặp Tôn Công Tử vì cái chết bất ngờ của vợ khiến ông ta không thể chấp nhận sự thật. Tôn Công Tử cũng nhớ lại tình huống lúc đó, tối hôm đó ông vẫn đang bên ngoài uống rượu với bạn bè và người thân. Nha hoàn của vợ tới báo rằng vợ muốn gặp ông một lần, vì vậy ông đã rời bữa tiệc đến khu vườn phía sau. Đúng lúc đó, ông thấy vợ mình đứng giữa sân, vợ nói rằng duyên phận của hai người đã hết, chính cô đã phụ bạc ông và hôm nay coi như là biệt ly. Sau đó, cô ấy đã nhảy xuống sông và biến thành một con cá trôi lên trời. Mọi người nghe thấy giọng nói của Tôn Công Tử sau đó đều bị lây nhiễm. Tôn Công Tử nghĩ rằng vợ mình đã thành tiên, nhưng mọi người lại không nghĩ vậy, bởi vì tối hôm đó Tôn Công Tử đã uống khá nhiều rượu. Lục Nam Nhất và Lâm Thanh Thu đến khu vườn phía sau và mở ra tất cả các hộp cá đã được đưa lên bờ tối hôm đó. Những xương cá đã bị đen lại, Lục Nam Nhất đoán rằng có thể là do bị đầu độc. Họ tiếp tục đi kiểm tra xem rượu có vấn đề gì không, việc đặt thi thể trong giếng rõ ràng là không tồi. Nhưng tại sao hung thủ lại cố tình để mọi người phát hiện ra thi thể và không rõ là ai muốn đổ tội cho Phó Văn Uyên? Lâm Thanh Thu nếm thử rượu để xác định vấn đề, ban đầu Lục Nam Nhất muốn ngăn cản, nhưng Lâm Thanh Thu cho rằng chỉ khi nếm thử mới biết được vấn đề của rượu. Họ đã phát hiện ra rằng cái chết của con gái nhà Giang có thể có liên quan đến gia đình họ. Tuy nhiên, đúng lúc đó bất ngờ có người đóng chặt cửa hầm rượu, có vẻ như họ không có ý định để họ ra ngoài. Vì nhiệt độ trong hầm rượu rất thấp, cả hai bắt đầu cảm thấy lạnh, Lục Nam Nhất đã ôm chặt Lâm Thanh Thu. Lâm Thanh Thu phát hiện ra rằng tại đây có thể tạo ra lửa, hai người tìm thấy một ít rơm bên cạnh và sau khi tạo ra tia lửa, họ đã đặt nó bên cạnh cửa để thiêu đốt lửa lớn, khiến cánh cửa bị phá hủy và họ mới có thể thoát ra khỏi hầm rượu. Sau khi trở về, Lâm Thanh Thu đã kể lại cho mọi người những gì đã xảy ra tại đây, có lẽ nhà họ Tôn cũng có bí mật không thể nói ra, nếu không họ đã không dễ dàng khóa họ lại. Nhưng do bị lạnh, Lâm Thanh Thu có vẻ hơi ốm, Lục Nam Nhất biết được điều này đã tốt bụng mang đến thuốc súp. Lâm Thanh Thu đang ngủ thì Lục Nam Nhất đến, không đứng vững và ngã vào lòng Lâm Thanh Thu, anh ôm lấy Lục Nam Nhất, cô chống cự một chút rồi cũng không cử động nữa. Lôi Vũ đi tìm Cung Bắc Âm, thấy cô đã nấu một bát súp ngon, chưa kịp nghe Cung Bắc Âm nói hết câu đã uống luôn, Cung Bắc Âm muốn ngăn cản nhưng không kịp. Hóa ra anh ấy dùng xương cá đã bị đen để nấu súp với mục đích tìm ra nguyên nhân thật sự của việc xương cá có độc, nhưng Lôi Vũ đã ăn vào và không thể nôn ra được. Khi Lôi Vũ tỉnh dậy, cả người vẫn còn mơ hồ, thậm chí còn xuất hiện ảo giác và cảm thấy rất phấn khích. Có vẻ như có người muốn cố ý che đậy sự thật, Lâm Thanh Thu đã bỏ xương cá vào súp và bỗng nhiên cả bát súp đổi màu xanh lục, Lâm Thanh Thu đã biết được mấu chốt của vấn đề. Lâm Thanh Thu cho thuốc vào nước, nước liền đổi màu, lúc thì xanh, lúc thì lục. Lôi Vũ như người mất trí, liên tục nói mình sắp bay lên, Cung Bắc Âm nhìn thấy Lôi Vũ liên tục làm ồn, đã dùng một cái tát làm Lôi Vũ bất tỉnh. Cung Bắc Âm cũng tìm ra loại độc trong đó chính là thứ gọi là ngũ sắc tán, loại độc này không khiến người chết ngay. Nhưng kẻ sát nhân đã thả độc vào ao cá, đối với người có thể chỉ gây ảo giác, nhưng đối với cá thì có thể là chết ngay. Lục Nam Nhất muốn sớm tìm ra kẻ sát nhân và còn nói không có khó khăn nào có thể làm khó Lâm Thanh Thu. Lục Nam Nhất định rời đi, nhưng Lâm Thanh Thu có vẻ không muốn, Lục Nam Nhất còn nói Lâm Thanh Thu đã trở nên trẻ con như xưa. Lâm Thanh Thu vào bếp làm một vài món ăn nhẹ, Lục Nam Nhất nói với Cung Bắc Âm rằng mình làm đồ ăn cho Phó Văn Uyên, Lâm Thanh Thu nghe thấy và lập tức rời đi. Nhưng anh ấy không nghe thấy những gì nói sau đó, thực ra từ lâu Lục Nam Nhất đã từ chối Phó Văn Uyên. Lâm Thanh Thu đến nhà tù thấy Phó Văn Uyên đang ăn bánh bao Lục Nam Nhất tự tay làm cho mình, Lâm Thanh Thu cảm thấy hơi ghen tị. Lâm Thanh Thu còn hỏi anh có kẻ thù nào không, tại sao người ta lại muốn hãm hại anh. Phó Văn Uyên nói nếu mình không thể tránh khỏi cái chết, chỉ mong Lâm Thanh Thu có thể tách ra khỏi mình. Lâm Thanh Thu không hợp để ở bên Lục Nam Nhất, anh chỉ khiến cô ấy đau lòng. Lâm Thanh Thu nói anh sẽ bù đắp lại những điều Lục Nam Nhất đã phải chịu trong một năm qua. Và trước khi rời đi còn nói chỉ có nha hoàn tên là Tiểu Ngọc mới có thể giúp Phó Văn Uyên rửa sạch oan khuất. Lôi Vũ được Cung Bắc Âm đưa về tắm rửa, hy vọng sẽ giải được độc trên người một cách nhanh chóng. Khi tỉnh dậy, Lôi Vũ phát hiện mình đang trong bồn tắm và không mặc quần áo, anh vội vàng dùng tay che lại. Cung Bắc Âm nói rằng mình thường xuyên nhìn thấy thi thể nên đã quen. Lôi Vũ còn nói rằng hình như mình nhớ mơ hồ là đã tháo biển hiệu gửi cho Cung Bắc Âm ngày hôm qua, Cung Bắc Âm không muốn Lôi Vũ tiếp tục nói. Định ngăn cản anh, nhưng vô tình hai người lại ở rất gần nhau, mắt Lôi Vũ trực tiếp nhìn vào ngực Cung Bắc Âm, khiến không khí trở nên rất ngượng ngùng. Cung Bắc Âm vội vàng muốn bỏ đi nhưng lại càng khiến hai người hôn nhau, sau đó Cung Bắc Âm xấu hổ chạy đi. Lâm Thanh Thu tìm thấy Tiểu Ngọc, bây giờ cô ấy là nhân chứng quan trọng. Cha của gia đình Tôn muốn Lục Nam Nhất mang ngọc bội của cô gái về, anh ta trông rất vội vàng, điều này khiến Lục Nam Nhất nhận ra có điều gì đó không ổn. Mọi chuyện vẫn chưa được xác định, cha của gia đình Tôn ban đầu chỉ trích Phó Văn Uyên, sau đó lại muốn lấy đi sự nghi ngờ của gia đình Giang.
Tôn công tử thực sự không xuất hiện, ngược lại cha của anh ta rất vội vàng, ông Tôn trở nên rất căng thẳng, còn nói rằng mình sẽ đi tìm Lâm Thanh Thu. Lục Nam Nhất đã ngăn ông ấy lại ở cửa lớn của phủ tri phủ, cha của gia đình Thẩm vẫn rất kiêu ngạo và nói rằng ngọc bội sớm muộn gì cũng sẽ trả lại cho họ. Lục Nam Nhất đã tìm đến Lâm Thanh Thu và quả thật cả hai lại nghĩ đến chung một chuyện, họ bắt đầu nghi ngờ cha của gia đình Tôn có gian lận. Từ đầu anh ta đã vội vàng giải quyết Phó Văn Uyên và bây giờ lại để ý đến ngọc bội, hai người càng lúc càng có sự ăn ý với nhau. Lâm Thanh Thu giơ tay ra, Lục Nam Nhất nghĩ rằng anh muốn nắm tay mình nên đã đưa tay mình ra, nhưng thực sự Lâm Thanh Thu muốn là ngọc bội. Anh ta nhìn ngọc bội và nhận ra rằng nó có thể là vật của Lâu Lan Quốc, từng được hoàng đế ban cho Thái Sư Kỳ trước. Nếu có thể đảm bảo sở hữu nó thì có thể thay đổi tình hình thiên hạ, vì vậy mọi người đều rất muốn giành lấy nó. Lâm Thanh Thu cảm thấy họ cần phải đến nhà họ Tôn một lần nữa. Tôn công tử dẫn Lâm Thanh Thu và Lục Nam Nhất đến phòng của vợ, nơi đặt đồ đạc không hề thay đổi so với trước đây. Lâm Thanh Thu lấy ngọc bội ra hỏi Tôn công tử có nhận ra không. Tôn công tử nói cha anh có một miếng ngọc màu xanh lá cây đậm. Lục Nam Nhất thấy trong hồi môn có một chiếc gương hai mặt và còn cho Lâm Thanh Thu xem, không ngờ trên đó lại có một tờ giấy ghi rằng cha Tôn và Tần Cửu đều muốn chiếm đoạt ngọc bội của mình. Hóa ra vào đêm tân hôn, cha Tôn đã chạy đến để tranh giành ngọc bội. Giang tiểu thư nói rằng ngọc bội không ở trên người mình, nhưng đổi lại là bị đánh đập. Việc cần làm bây giờ là phải nhanh chóng tìm ra cha Tôn. Để có thể bắt giữ cha của gia đình Tôn nhanh chóng, tri phủ đã treo thông báo tìm người. Bây giờ với đầy đủ chứng cứ, nhân chứng và vật chứng, Phó Văn Uyên cũng đã được thả ra thành công. Lục Nam Nhất còn chuẩn bị cho anh một cái đùi gà lớn. Phó Văn Uyên nắm tay Lục Nam Nhất và liên tục khen ngợi, còn nói rằng mình được thả ra cũng nhờ có sự giúp đỡ của cô. Lâm Thanh Thu đứng bên cạnh nghe hai người nói chuyện mà có phần không chịu nổi. Lâm Thanh Thu điều tra nghi ngờ là những kẻ đào mộ đã đánh cắp ngọc bội, sau đó trao cho cha của gia đình Tôn. Và ngọc bội của Giang tiểu thư cũng có liên quan đến họ, nhưng điều này đã nhanh chóng bị Lâm Thanh Thu bác bỏ. Một người đàn ông mang theo một bó ô đi trên đường, bất ngờ bị một chuỗi sắt quấn quanh chân. Anh ta theo dõi chuỗi sắt và phát hiện ra một cái quan tài đang ẩn nấp dưới hồ nước bên cạnh. Rất nhanh sau đó Lâm Thanh Thu cũng dẫn người đến. Khi họ mở quan tài ra, họ phát hiện ra bên trong nằm cha của gia đình Tôn. Người đàn ông này trên người có nhiều vết dao, nhưng không đến mức chết người. Có lẽ hung thủ cố ý để ông ta sống sót và ném vào quan tài để ông ta chết ngạt. Trên người cha gia đình Tôn lại phát hiện có một chiếc ngọc bội màu xanh lá cây đậm. Nếu nói Giang tiểu thư bị cha gia đình Tôn giết chết, vậy thì ai lại là người đã giết cha gia đình Tôn? Lâm Thanh Thu đột nhiên nhớ lại lời Cơ Tín Thạch đã nói, anh ta không phải là người đã giết cha nuôi mình, mà là có người khác đứng sau làm chuyện này khiến cha nuôi chết thật sự trong quan tài, trông có vẻ như vụ án càng trở nên thú vị. Nhưng sau khi điều tra hai vụ án cùng lúc, người ta phát hiện ra không có bất kỳ manh mối liên quan nào trên người hai nạn nhân cũng như kẻ thù ác. Lôi Vũ đến báo cáo công việc, vừa lúc thấy Cung Bắc Âm cũng đến. Kể từ sau sự việc lần trước, mối quan hệ giữa hai người đã có một chút thay đổi tinh tế. Cung Bắc Âm không muốn ở một mình với Lôi Vũ nên đã quay lưng bỏ đi. Sau khi Cung Bắc Âm ra đi, Văn Vân Tịch cũng đến. Lục Nam Nhất sau đó đã phàn nàn với cô ấy. Văn Vân Tịch nói chuyện rất sắc bén, nhưng Lục Nam Nhất không nuông chiều cô ấy, thay vào đó đã trực tiếp phản pháo lại. Văn Vân Tịch thấy Lâm Thanh Thu liền vội vàng đến làm quen. Cô ấy muốn Lâm Thanh Thu làm anh rể của mình, nhưng Lâm Thanh Thu hoàn toàn không có ý định đó. Một cấp dưới nói với Lâm Thanh Thu rằng hôm nay Phó Văn Uyên muốn bày tỏ tình cảm với Lục Nam Nhất. Nghe xong Lâm Thanh Thu vội vã chạy đến hiện trường, anh ta không cho phép điều đó xảy ra bởi anh cũng yêu Lục Nam Nhất. Lục Nam Nhất nhìn thấy cửa hàng có vẻ lạ lùng, chắc chắn biết Phó Văn Uyên lại có chuyện gì đó. Đúng lúc Lục Nam Nhất chuẩn bị vào trong thì Lâm Thanh Thu kịp thời đến và đã đưa cô đi. Phó Văn Uyên nghe tin đã đuổi theo nhưng rốt cuộc vẫn là quá muộn, anh không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Lâm Thanh Thu đưa Lục Nam Nhất đến bên bờ sông, anh nói rằng mọi thứ ở đây đều được anh chuẩn bị cho cô. Lâm Thanh Thu bày tỏ tình cảm của mình với Lục Nam Nhất, thực ra anh cũng đã luôn tìm kiếm cô. Khi họ ở bên nhau, họ chưa bao giờ ghen tị với người khác, nhưng biết rằng trong một năm này Lục Nam Nhất và Phó Văn Uyên luôn ở bên nhau. Anh thực sự cảm thấy sợ hãi, sợ Lục Nam Nhất bị người khác cướp mất. Lục Nam Nhất cảm thấy Lâm Thanh Thu đã đính hôn nên không cần thiết phải dính líu đến cô. Lâm Thanh Thu giải thích rằng đó là do mẹ anh sắp đặt và anh chưa bao giờ đồng ý. Hai người nói về chuyện thư chia tay, chắc chắn là có kẻ đứng sau làm chuyện. Cung Bắc Âm vội vàng chạy đến thông báo cho họ rằng sự thật của năm đó đã được làm sáng tỏ, tất cả đều do Văn Vân Tịch làm ra nhằm tạo ra khoảng cách giữa hai người. Cô ta đã nhận được thư từ của hai người rồi nhờ người khác giả mạo chữ viết và còn cố ý khiến Lục Nam Nhất nghĩ rằng Lâm Thanh Thu là người vô tình vô nghĩa, khiến hai người yêu nhau bị chia cắt. Không ngờ họ lại bị mánh khóe nhỏ của Văn Vân Tịch lừa gạt, hai người yêu nhau đã phát sinh hiểu lầm vì chuyện này. Cung Bắc Âm nói rằng mình đã trừng phạt Văn Vân Tịch và từ nay về sau cô ta chắc chắn không làm những chuyện như thế nữa. Cung Bắc Âm cùng với Lôi Vũ đã đầu độc Văn Vân Tịch và buộc cô ta ký vào một thỏa thuận, không cho cô ta gây rối cho Lâm Thanh Thu và Lục Nam Nhất nữa. Giờ đây khi mọi chuyện đã được làm sáng tỏ, hai người từng yêu nhau nay cuối cùng cũng có thể hóa giải hiểu lầm.
Lục Nam Nhất hiện đã hoàn toàn nói rõ mọi chuyện với Lâm Thanh Thu. Lục Nam Nhất thừa nhận mình cũng có lỗi. Lục Nam Nhất còn trách Lâm Thanh Thu không đến tìm mình sớm hơn, dù sách mình viết đã bán chạy từ lâu. Lâm Thanh Thu cho biết mình cũng chỉ mới thấy sách gần đây, nhưng dù sao đi nữa, chỉ cần hai người bây giờ có thể tốt đẹp là đủ. Lâm Thanh Thu chủ động hôn Lục Nam Nhất và Lục Nam Nhất đáp lại nụ hôn của Lâm Thanh Thu. Sau khi Lục Nam Nhất trở về, Phó Văn Uyên đã biết kết quả, dù hai người quen biết không lâu, nhưng ngay từ khi mới quen Lục Nam Nhất, Phó Văn Uyên đã muốn cô trở thành cô dâu của mình, nhưng tình yêu của mình dành cho Lục Nam Nhất không hề kém cạnh Lâm Thanh Thu. Phó Văn Uyên sẵn sàng dành cả đời để ở bên Lục Nam Nhất, anh đã thề sẽ bảo vệ Lục Nam Nhất an toàn và hạnh phúc. Phó Văn Uyên đã đưa sổ đỏ của mình cho Lục Nam Nhất để bày tỏ tình cảm, anh còn nói rằng chỉ cần Lục Nam Nhất chưa lập gia đình, mình sẽ luôn đợi cô. Phó Văn Uyên thực sự đã biết câu trả lời của Lục Nam Nhất từ lâu và cũng muốn tranh thủ cơ hội cho mình, nhưng Lục Nam Nhất đã từ chối Phó Văn Uyên và Phó Văn Uyên không hối tiếc. Lục Nam Nhất đã mơ thấy một người đang cưỡng bức một phụ nữ vào quan tài, khiến Lục Nam Nhất hoảng sợ ngồi bật dậy trên giường. Lâm Thanh Thu muốn trở về kinh thành để chứng minh giả thuyết của mình có đúng không, Cung Bắc Âm muốn đi cùng anh. Lôi Vũ nghe thấy vẫn cảm thấy lưu luyến, ban đầu anh ta tìm cớ để không cho Cung Bắc Âm đi, còn nói có bỏ quên thứ gì không, thực chất là muốn nhắc nhở Cung Bắc Âm đã để quên trái tim mình. Cung Bắc Âm không nói ra, nhưng trong lòng lại cảm thấy khá vui. Cung Bắc Âm không nói thẳng, lại khiến anh ta phải lấy trái tim mình ra và mang đi cùng. Lôi Vũ để lộ trái tim, Cung Bắc Âm cười và cũng mời Lôi Vũ cùng đi đến kinh thành. Lôi Vũ không ngờ hạnh phúc đến thật bất ngờ, nhưng vẫn rất vui. Lục Nam Nhất đang đợi Lâm Thanh Thu tới, Lục Nam Nhất cũng biết anh ấy sẽ đi đến kinh thành để điều tra vụ án. Điều này cũng rất quan trọng đối với họ, trong lòng Lục Nam Nhất thực sự có chút lưu luyến. Lâm Thanh Thu muốn Lục Nam Nhất đi cùng mình đến kinh thành, coi như đưa cô về nhà. Lục Nam Nhất không nói gì nhưng trong lòng rất vui và dùng cớ là đi tìm tư liệu viết hồi bản. Lục Nam Nhất có thể cùng trở về, trong lòng Lâm Thanh Thu rất vui, sau đó còn đắp cho Lục Nam Nhất chiếc áo choàng, chỉ mong rằng từ nay về sau, mỗi con đường họ đi đều có thể cùng nhau. Lâm Thanh Thu vuốt ve khuôn mặt của Lục Nam Nhất và hôn cô. Ngày hôm sau, hai người cùng nhau lên xe ngựa đi đến kinh thành. Trên đường, Lục Nam Nhất tựa vào vai Lâm Thanh Thu và ngủ thiếp đi. Lâm Thanh Thu còn cười nói Lục Nam Nhất ngủ ngáy có chảy nước miếng. Lục Nam Nhất có phần tức giận và còn nhắc đến chuyện Lâm Thanh Thu có hôn ước với người khác. Lâm Thanh Thu vội vàng giải thích. Chẳng bao lâu, họ đã đến kinh thành, dự định tiếp tục tiến lên nhưng lại được thông báo là không thể đi qua. Lúc này, đối diện đứng một nhóm thị vệ, không ngờ Lâm Thanh Thu lại là tiểu vương gia và theo ý của bà lão, anh được yêu cầu trở về phủ. Lôi Vũ hoàn toàn không ngờ Lâm Thanh Thu còn có thế lực như vậy, Lôi Vũ cũng hiểu tại sao gia đình Lâm Thanh Thu không đồng ý cho họ ở bên nhau. Lâm Thanh Thu dẫn Lục Nam Nhất đến phủ của Lục Bạch trước, Lục Bạch vẫn giữ thái độ quan lại, Lâm Thanh Thu tự nhiên cũng không nuông chiều anh ta. Lâm Thanh Thu đến đó là để xin xem hồ sơ vụ án, nhưng Lục Bạch cũng không dễ dàng đưa cho anh. Lục Bạch còn thấy rằng việc Lâm Thanh Thu dẫn theo một người phụ nữ bên cạnh thật sự khiến người ta khinh thường. Lục Bạch cũng nói rằng mình đã đọc hồi bản của Lục Nam Nhất và khả năng giải quyết vụ án của mình cũng đã được cải thiện. Lục Nam Nhất và Lâm Thanh Thu nhìn nhau cười. Lục Bạch không ngờ rằng Lục Nam Nhất lại là người phụ nữ yếu đuối trước mắt này, cho đến khi Lục Nam Nhất đóng dấu chữ ký của mình, thái độ của cả người đã thay đổi. Lục Bạch còn muốn hỏi Lục Nam Nhất về hung thủ trong hồi bản, nhưng Lục Bạch vội vàng bịt tai nói rằng mình không nghe. Lâm Thanh Thu dự định sẽ ở lại phủ, chỉ khi Lục Bạch đưa hồ sơ cho mình mới rời đi. Lục Bạch thực sự không biết làm thế nào với Lâm Thanh Thu, Lục Bạch còn cảm thấy không hiểu sao Lục Nam Nhất lại không có mắt nhìn mà lại thích Lâm Thanh Thu. Hai người đến khu vườn sau, Lục Nam Nhất dự định để đồ xuống rồi về nhà một chuyến, vì dù sao cũng đã một năm chưa về. Sau khi Lâm Thanh Thu trở về, anh sẽ đi gặp Văn Nhược Tịch trước. Khi Văn Nhược Tịch biết Lâm Thanh Thu đến, cô đã ăn mặc thật đẹp, chỉ để thể hiện mặt tốt nhất của mình trước mặt Lâm Thanh Thu. Lâm Thanh Thu nói rằng mình sẽ không kết hôn với Văn Nhược Tịch, em gái cô thì ở bên cạnh mắng Lục Nam Nhất một trận. Lâm Thanh Thu còn nói sau 3 ngày nếu Văn Nhược Tịch không đồng ý thì sẽ gửi thiếp mời về nhà. Em gái tỏ ra không hài lòng về việc chị gái mình bị đối xử, nhưng Văn Nhược Tịch lại bảo em gái đừng lo, mình có cách. Khi Lục Nam Nhất về nhà, không ngờ chỉ thấy bố mẹ để lại một lá thư, người quản gia cũng bị sa thải và buồn bã đi mất. Lục Nam Nhất mới biết bố mẹ và em trai đã đi chơi, còn mang theo tiền trong nhà. Bây giờ, tại kinh thành chỉ còn mỗi Lục Nam Nhất một mình. Lục Nam Nhất buồn bã đi trên phố lớn, Lâm Thanh Thu đến thấy cô ấy có vẻ mất mát. Lục Nam Nhất nói mình lại một mình, Lâm Thanh Thu nắm tay Lục Nam Nhất, coi như là để nói với cô ấy rằng còn có anh ở đây. Cung Bắc Âm về nhà, kết quả thấy nhà mình đã hoang tàn không ngờ. Ngôi nhà của cô từ nhiều năm trước đã trở nên như bây giờ, bố mẹ đã mất sớm, Cung Bắc Âm thề sẽ làm sáng tỏ danh dự cho gia đình mình. Lôi Vũ biết Cung Bắc Âm lưu luyến ngôi nhà, nên đã tìm người đến sửa chữa lại và còn nói rằng việc của Cung Bắc Âm từ nay về sau cũng là việc của mình. Cung Bắc Âm nghe xong không nói gì nhưng trong lòng rất vui. Hai người cùng chơi xích đu, Lôi Vũ nắm tay Cung Bắc Âm và cô không buông tay. Lúc này, một thương gia giàu có ở kinh thành,
tiên trưởng quỹ đang xem một bức tranh tiên nữ, nhưng không ngờ rằng vào lúc này, tiên trong tranh lại xuất hiện, thương gia không hề sợ hãi, ngược lại còn rất phấn khích. Kết quả là khi chạm vào tiên trong tranh lại cảm thấy lạnh lẽo, anh ta vội vàng mặc quần áo lên nhưng vẫn cảm thấy rất lạnh, anh ta phủ tất cả các tấm chăn lên người. Cố tình hối hả, anh ta vội vàng cầm nến và cảm thấy hơi ấm hơn một chút, nhưng rồi nến lại rơi xuống đất, và thế là thương gia bị chết cháy sống. Lâm Thanh Thu và Lục Nam Nhất lại đến phủ tìm Lục Bạch. Lục Bạch nghe thấy tiếng trống vàng, ra ngoài một nhìn thì thấy một người hầu nói rằng chủ nhà của họ đã chết. Lâm Thanh Thu thấy Lục Bạch không nói gì, bản thân quyết định giải quyết thay anh. Lâm Thanh Thu cùng Lục Nam Nhất đến phủ, họ đã xem xét thi thể của thương gia, người đã hoàn toàn bị cháy đen. Lục Bạch cũng đến và nói rằng đây không còn là vấn đề đơn giản nữa, chỉ cần có được bức tranh tiên trong đó thì sẽ bị chết cháy sống. Lúc này, người thiếp thất cũng vội vã đến, mặc dù cuộc hôn nhân của cô ta là bất đắc dĩ, bị buộc phải kết hôn với thương gia, nhưng cô vẫn kiên quyết tuyên bố mình không có ý định hại chủ. Các thị vệ đã kiểm tra kỹ lưỡng xung quanh môi trường, xác nhận không có dấu hiệu của người lạ xâm nhập, toàn bộ sự kiện như bị bao phủ trong một lớp bí ẩn của án mạng phòng kín. Trong lòng Lâm Thanh Thu đã có tính toán, cô cố ý nhắc đến tin đồn bức họa ma quỷ giết người cho người thiếp thất. Tức thì, sắc mặt của người thiếp thất trở nên cực kỳ căng thẳng, như thể bị điều gì đáng sợ khủng khiếp níu giữ tâm can. Lục Nam Nhất được dẫn vào phòng để kiểm tra, cô vốn định chạm vào bức tranh treo trên bàn. Nhưng khi vừa chuẩn bị tiến lại gần để sờ thì đã bị người thiếp thất kéo đi, cả phòng đều được dán đầy giấy phép. Lâm Thanh Thu hỏi xem trước khi nhận được bức họa mỹ nhân đã xảy ra chuyện gì. Người thiếp thất nói lúc đó có một đạo sĩ đến làm phép, lão gia rất là hài lòng, lão gia còn đưa cho người đó một khoản tiền. Nhưng trong 3 ngày tiếp theo, nhiều chuyện kỳ lạ đã xảy ra trong phủ, như lão gia đi dạo mộng vào ban đêm. Người hầu trong nhà cũng đã gỡ bức tranh xuống và đưa cho Lâm Thanh Thu, nhìn bề ngoài bức tranh này không có gì bất thường, Lục Bạch cũng nói vài lời, nhưng ngay lập tức bị Lâm Thanh Thu phủ nhận. Người thiếp thất cũng nói từ khi phủ nhận được bức tranh này, toàn bộ phủ đều trở nên rất kỳ lạ. Lâm Thanh Thu muốn lại nhấc bức tranh lên, nhưng bị Lục Bạch ngăn lại. Người thiếp thất quỳ trên mặt đất nói rằng tất cả những gì cô biết đã được báo cáo, hy vọng họ có thể sớm thay đổi sự thật cho phủ. Lục Bạch định đến đỡ người thiếp thất nhưng Lâm Thanh Thu đã nhanh chân hơn. Sau khi rời khỏi phủ, Lục Bạch không định để Lâm Thanh Thu tiếp tục điều tra việc này. Lâm Thanh Thu hỏi anh nên bắt đầu từ đâu, Lục Bạch dự định sẽ tìm người khám nghiệm tử thi trước. Lâm Thanh Thu cảm thấy hung thủ chắc chắn nằm trong số đó. Lâm Thanh Thu cố ý cá cược với Lục Bạch xem ai giải quyết vụ án trước và Lục Bạch cũng đã đồng ý. Lâm Thanh Thu nói rằng nếu Lục Bạch thắng, mình sẽ chủ động từ chức, nhưng nếu Lục Bạch thua thì phải đưa cho mình hồ sơ. Lục Nam Nhất cố tình làm khuấy động bên cạnh, Lục Bạch tự nhiên là đã đồng ý và anh ta còn tỏ ra rất tự tin. Lục Bạch định bảo người khám nghiệm tử thi đi khám ngay, nhưng Cung Bắc Âm đã đến trước. Cung Bắc Âm kiểm tra người chết, phát hiện người đó mặc rất nhiều quần áo và số lượng cực kỳ nhiều. Lôi Vũ cũng thấy lạ, vì bây giờ đã qua rồi mùa đông giá rét. Một người khác nói rằng trên thi thể bị cháy có rất nhiều bột mịn, có thể là bột từ quần áo bị cháy, nếu hít vào mũi miệng chắc chắn sẽ chết. Cung Bắc Âm phát hiện trong bột còn có vật thể màu xanh lạ, nhưng do cháy quá nghiêm trọng nên không thể tách riêng. Lục Nam Nhất định đi xem Cung Bắc Âm giải quyết án này, nhưng vì bản thân bị thương nên tạm thời không thể qua đó. Lục Nam Nhất cảm thấy đã đến kinh thành thì phải mở một hiệu sách mới. Lâm Thanh Thu liên tục xoa bóp cho Lục Nam Nhất, hai người không cẩn thận lại gần nhau, lúc tình cảm sâu đậm đã định hôn nhau. Bỗng nghe thấy tiếng động, là cấp dưới đến gửi đồ, thấy có người lạ tới, hai người tự nhiên tách ra. Không khí bỗng trở nên gượng gạo, Lâm Thanh Thu vội vàng bảo cấp dưới rời đi, sau đó lại tiếp tục lại gần Lục Nam Nhất, nhưng Lục Nam Nhất lại đẩy anh ra. Lục Nam Nhất cũng hỏi Lâm Thanh Thu liệu vấn đề đã được giải quyết chưa, còn nói rằng anh là một kẻ lưu manh, Lâm Thanh Thu có chút không nỡ rời đi. Lục Bạch vẫn đang điều tra vụ án trong phòng, lần này Lục Bạch đã quyết tâm phải làm, còn nói ngày mai sẽ phái người tìm đạo sĩ ra. Sau khi Lâm Thanh Thu vào, anh thông báo rằng nếu đối phương cố tình tiếp cận nạn nhân, chắc chắn sẽ không để người ta dễ dàng tìm thấy. Lục Nam Nhất nhìn mọi người viết sách, nghĩ rằng mình nên mở một hiệu sách. Không ngờ Văn Nhược Tịch đến, Văn Nhược Tịch rất ngang ngược, còn nói rằng muốn xem xét Lục Nam Nhất, sau đó yêu cầu cô làm đầy tớ thân cận của mình. Cuối cùng có thể cho Lục Nam Nhất làm đầy tớ trong phòng ngủ, Lục Nam Nhất nghe xong cảm thấy khó tin. Văn Nhược Tịch còn tỏ thái độ của một bà chính thất khi nói chuyện, Lục Nam Nhất còn nói Văn Nhược Tịch không biết xấu hổ. Văn Nhược Tịch thậm chí còn không biết Di Xuân Viện là nơi nào, cô ấy nói chuyện rất lịch sự, thậm chí chửi người cũng không nghe thấy một từ tục tĩu nào. Lục Nam Nhất còn nói Lâm Thanh Thu chẳng hề thích Văn Nhược Tịch và Văn Nhược Tịch cũng không thích anh ấy. Trong lòng Văn Nhược Tịch, hôn nhân chỉ là lời của mối mai, Lục Nam Nhất còn nói nếu Văn Nhược Tịch có người mình thích thì sẽ không nghĩ như vậy. Văn Nhược Tịch vẫn nói chỉ có mình mới xứng làm hoàng hậu, Lục Nam Nhất lại nói đợi khi mình và Lâm Thanh Thu kết hôn, mong rằng Văn Nhược Tịch đừng giận. Lôi Vũ nhìn sân sau được tân trang vẫn nói rằng rất tốt, và lúc này Cung Bắc Âm ở phía sau vỗ nhẹ vào lưng cô. Cung Bắc Âm biết việc sửa chữa sân sẽ tốn kém khá nhiều tiền, bản thân cũng muốn góp sức, hy vọng sớm có thể trả lại tiền cho anh.
cung Bắc Âm còn đang thử vẽ trang điểm nhập quan, khi đó mình cũng có thể kiếm tiền. Vào lúc này Lôi Vũ đột nhiên hôn cung Bắc Âm chưa kịp phản ứng, Lôi Vũ hơi ngại ngùng vội vàng tìm cớ chạy đi. Lục Bạch đã kiểm tra tất cả các thầy đồng không có manh mối gì, còn lãng phí thời gian. Lục Bạch rất đau đầu. Cấp dưới còn báo cho Lục Bạch biết Lâm phu nhân đã đến phủ họ, có vẻ như không phải là điểm lành. Lâm Thanh Thu cũng không có ngày tốt để qua, cũng muốn dùng cách này để áp chế Lâm Thanh Thu, khiến anh thua trong việc giải quyết vụ án. Lâm Thanh Thu vẫn đang nghiên cứu về vụ án, Lâm phu nhân đã từ từ bước đến. Lâm phu nhân thấy con trai đang đọc sách liền vội vàng đến. Lâm Thanh Thu rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện của mẹ. Mẹ còn trách móc Lâm Thanh Thu về kinh thành mà không về nhà. Lâm Thanh Thu để cấp dưới tranh thủ lúc pha trà thực ra là muốn ngăn cản không cho Lục Nam Nhất bị mẹ nhìn thấy. Đúng lúc này Lục Bạch tình cờ đến, người hầu thấy Lục Bạch liền xin anh đợi ở đây một lúc. Ngay sau đó Lục Nam Nhất cũng đến, Lục Bạch bảo cô ấy mau đi, nếu không đi có thể sẽ xảy ra chuyện lớn. Điều này lại càng khiến Lục Nam Nhất tò mò, cô nhân dụng lúc Lục Bạch không chú ý để định xông vào. Lục Bạch vội vàng ngăn cản Lục Nam Nhất, nhưng tiếng cãi vã của hai người ở cửa được Lâm Thanh Thu và Lâm phu nhân nghe thấy, người hầu vội vàng đến đóng cửa lại. Lâm phu nhân vẫn đang nói về chuyện bảo anh sớm kết hôn với Văn Nhược Tịch. Lâm Thanh Thu còn muốn giải thích rằng mình không thích Văn Nhược Tịch, Lâm phu nhân lại nghe thấy tiếng động bên ngoài nên bảo người hầu mở cửa. Lục Nam Nhất khi thấy Lâm phu nhân liền vội vàng trốn phía sau. Ban đầu Lâm phu nhân không nhận ra Lục Nam Nhất, nhưng một cấp dưới của Lục Bạch đã vô tình chào hỏi Lục Nam Nhất và Lâm phu nhân cuối cùng cũng phát hiện ra Lục Nam Nhất đứng sau mình. Lâm phu nhân vốn đã không thích Lục Nam Nhất, thấy cô càng tức giận hơn, Lâm Thanh Thu vội vàng đứng ra chắn trước mặt Lục Nam Nhất, Lâm phu nhân tức giận bỏ đi. Lâm phu nhân tức giận bảo Lâm Thanh Thu đến đình chùa quỳ suy nghĩ lại. Khi cung Bắc Âm biết Lâm Thanh Thu bị giam lỏng, đã đi tìm Lâm phu nhân, người cũng là dì của mình. Vừa lúc thấy Lâm phu nhân và chồng đang cãi vã, Lâm phu nhân còn trách móc họ đã về nhà nhiều ngày mà không về thăm, cha của Lâm Thanh Thu cũng vội vã lên tiếng giúp đỡ. Lâm phu nhân chỉ liếc ông một cái. Lâm phu nhân yêu cầu cung Bắc Âm giúp mình đưa thiếp cho Lục Nam Nhất, bà muốn nói chuyện trực tiếp với Lục Nam Nhất. Cung Bắc Âm đã đưa thiếp cho Lục Nam Nhất, dù biết đây có thể là một cái bẫy nhưng Lục Nam Nhất vẫn quyết định đi xem. Cha của Lâm Thanh Thu đến khuyên Lâm Thanh Thu đừng cứng đầu nữa, nhưng Lâm Thanh Thu vẫn quyết chỉ lấy Lục Nam Nhất. Ngày hôm sau, Lục Nam Nhất đến gặp Lâm phu nhân cũng đã gọi Văn Nhược Tịch đến. Ngay cả trong việc ăn uống cũng có thể thấy được sự khác biệt giữa một cô gái danh gia vọng tộc và một người phụ nữ bình thường. Lục Nam Nhất cầm lên là ăn, trong khi đó Văn Nhược Tịch lại trước tiên đưa cho Lâm phu nhân. Hai người ăn còn phải dùng tay che miệng, khiến Lục Nam Nhất ở bên cạnh xem đến mức mình cũng không biết ăn nữa. Văn Nhược Tịch còn nói rằng cô ấy nhớ rất rõ những món ăn mà các bà chủ thích, khiến Lục Nam Nhất trong lòng cảm thấy rất khó chịu, họ đang cố tình làm khó dễ mình. Lâm phu nhân nắm tay Văn Nhược Tịch và nói rằng cô mới đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn mà bà mong muốn ở một nàng dâu. Văn Nhược Tịch cũng thẳng thắn bày tỏ rằng sau khi cô lấy chồng, có thể cho Lục Nam Nhất làm nha hoàn. Lục Nam Nhất tự nhiên là không chấp nhận, loại tiệc thịnh soạn như vậy không cần tham dự cũng được, nên Lục Nam Nhất đã rời đi không lưu luyến. Lâm Thanh Thu biết Lục Nam Nhất đến dự tiệc thịnh soạn sau đó vội vàng đến, vừa kịp thấy Lục Nam Nhất chạy ra, Lục Nam Nhất không để ý đến Lâm Thanh Thu. Lâm Thanh Thu đến trước mặt mẹ và quỳ xuống nói rằng mình chỉ lấy Lục Nam Nhất, sau khi nói lời cứng rắn anh đã rời đi. Lục Nam Nhất về nhà rất tức giận, cung Bắc Âm liên tục ở bên cạnh an ủi cô. Cung Bắc Âm biết anh họ Lâm Thanh Thu đã công khai đối đầu với mẹ vì Lục Nam Nhất, ước gì mình có thể có mặt tại hiện trường. Đúng lúc đó, Lâm Thanh Thu đến, cung Bắc Âm vội vàng tìm cớ để đi trước. Lâm Thanh Thu cũng hỏi Lục Nam Nhất liệu hôm nay cô có tức giận không, nếu vậy anh sẽ hủy bỏ hôn ước. Lục Nam Nhất nói không cần làm khó mình như vậy, Văn Nhược Tịch còn nói sau này sẽ làm nha hoàn phục vụ Lâm Thanh Thu cùng cô. Lâm Thanh Thu vội vàng che miệng Lục Nam Nhất, Lục Nam Nhất tưởng Lâm Thanh Thu không hài lòng với lời nói của mình. Nhưng thực ra anh nghe thấy tiếng động trên mái nhà nên vội vàng bảo Lục Nam Nhất giữ yên lặng. Một người da đen đến phòng đọc sách muốn trộm bức tranh tiên, nhưng may mắn Lâm Thanh Thu kịp thời phát hiện, kẻ gian mạo hiểm đến trộm tranh chắc chắn phải có liên quan đến người Hoa Trung. Lục Bạch dẫn người đuổi theo, nhưng không thấy dấu vết của người mặc đen. Lục Bạch sơ ý một chút, không ngờ người mặc đen lại xuất hiện phía sau mình. May mắn là Lục Bạch võ công cao cường, đối phương chỉ tốt nhất là vội vàng bỏ chạy. Văn Nhược Tịch không ngờ Lâm Thanh Thu vì một người phụ nữ mà công khai hủy hôn với mình ngay tại chỗ. Lục Bạch đuổi theo người da đen và vô tình đến nhà Văn Nhược Tịch. Để không làm Văn Nhược Tịch bị thương, Lục Bạch vội vàng ôm cô vào lòng. Văn Nhược Tịch đột nhiên cảm thấy có thể là lời nguyền đã trở thành sự thật, cô bắt đầu có cảm tình với Lục Bạch. Lục Nam Nhất nhìn vào bức tranh tiên, luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn, sau đó dùng tay nhẹ nhàng chạm vào, bột trên quần áo của họa tiên dính vào tay Lục Nam Nhất. Ban đầu Lục Nam Nhất không cảm thấy gì, nhưng rất nhanh cô cảm thấy mình mơ hồ, cảm giác như đang trong ngày cưới với Lâm Thanh Thu. Lục Nam Nhất còn kêu Lâm Thanh Thu ôm mình, Lục Nam Nhất nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Lâm Thanh Thu cũng có phần không thể kiềm chế. Khi hai người sắp trở nên thân mật hơn, Lục Nam Nhất bỗng nhiên tỉnh lại và ngăn chặn mọi hành động, cô vội vàng chạy trốn.
chỉ còn lại Lâm Thanh Thu đứng lặng một mình không biết phải làm sao. Kể từ tối hôm qua gặp Lục Bạch, trái tim Văn Nhược Tịch đập rất nhanh, cô luôn cảm thấy khuôn mặt Lục Bạch hiện ra trước mắt và không tự chủ được mà mỉm cười. Lục Bạch vẫn đang nói về người mặc đen, bởi vì hôm qua cứu người đã khiến anh không thể đuổi kịp người mặc đen, dẫn đến manh mối cũng coi như đã mất. Có vẻ như bức tranh này không phải là tình cờ, câu chuyện về ma quỷ chắc chắn là có người đang giả dạng. Hai người đã có cuộc cá cược từ trước, Lục Bạch định sẽ nhanh chóng đi điều tra, không thể thua Lâm Thanh Thu. Lục Bạch nhìn chiếc ngọc bội vỡ trong tay nhớ lại người phụ nữ gặp tối qua, ban đầu mọi thứ đều rất bình thường, kết quả lại bị người quản gia nhầm là kẻ xấu. Lục Bạch đã bị đánh một trận, Văn Nhược Tịch vội vàng xin lỗi Lục Bạch và Lục Bạch thì nhặt lấy mảnh ngọc bội vỡ của Văn Nhược Tịch. Lục Nam Nhất ban đầu định đến tìm Lục Bạch để hiểu thêm một số chi tiết về người mặc đen tối hôm qua, ban đầu Lục Bạch định sẽ nói cho Lục Nam Nhất. Nhưng khi thấy Lâm Thanh Thu cũng đến cùng, để không để họ ảnh hưởng đến việc điều tra của mình, Lục Bạch đã tìm một cái cớ để rời đi trước. Lâm Thanh Thu và Lục Nam Nhất đều cảm thấy bức tranh rất quan trọng, vì vậy họ cùng nghĩ đến việc có thể điều tra tại xưởng vẽ.